Bạn có thể dễ dàng đốt cháy nhiều calo hơn với những bài tập đến từ video hướng dẫn chi tiết này đấy. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không mắc bất kỳ lỗi nào trong danh sách dưới đây. Cùng khởi động trong vòng 60 giây với dậm chân tại chỗ. Bài tập này sẽ giúp đẩy nhịp tim và không gây quá nhiều áp lực lên khớp xương. Đây cũng là một bài cardio tác động thấp sẽ giúp cơ thể sẵn sàng cho các bài tập hôm nay. Giữ khuỷu tay ở tư thế giống như bạn sắp chạy và bắt đầu dậm chân tại chỗ thật chậm rãi. Bài này sẽ không quá khó đối với những thành viên trong đội trống chào cờ như tôi. Đến khi bạn không còn thấy bài này khó nữa thì hãy thử 60 giây với đá chân ra sau. Bài này có cường độ cao hơn một chút vì bạn phải đá chân lên mông, nhưng bạn có thể đốt cháy tới 13 calo trong 60 giây, tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể của mình. Giờ, cho tôi 60 giây nữa để thực hiện xoay tay vòng lớn. Động tác này sẽ làm nóng toàn bộ cơ thể và vai của bạn. Chúng ta đang cố loại bỏ sức căng ở lưng trên. Chỉ cần đứng thẳng với chân rộng, nâng tay sang hai bên. Đầu tiên, xoay cánh tay về phía trước và sau đó là về phía sau. Hoặc để tăng một chút áp lực cho phần cơ mông thì tuần tiếp theo hãy chuyển sang chùng chân lần lượt. Động tác này sẽ giúp bạn củng cố cơ co và chuẩn bị cho bài tập đốt mỡ. Giờ bạn đã đổ chút mồ hôi rồi, hãy luyện tập cơ bụng và giảm vòng eo với gập bụng tường. Đặt hai chân áp lên tường, hai bàn tay ở dưới lưng để nâng đỡ cơ thể. Nâng vai của bạn và siết cơ bụng lại cho đến khi bạn cảm thấy cơ đang giãn ra. Hãy cố gắng giữ tư thế này từ 1 đến 2 giây. Để có kết quả tốt hơn, hãy thả lỏng vai và thở ra khi bạn siết cơ bụng trong suốt bài tập này nhé. Bài tập hoàn toàn ngược lại của bài vừa nãy là siêu nhân. Trong bài này, chúng ta sẽ củng cố sức mạnh của lưng dưới và cả cơ lõi. Hầu hết mọi người mắc phải lỗi là bỏ qua lưng của họ và chỉ tập trung vào cơ bụng. Để bắt đầu, hãy nằm úp xuống với cánh tay và chân duỗi thẳng ra. Nâng cánh tay phải và chân trái bên lên, hạ thấp xuống, rồi lại nâng cặp chân tay đối nhau còn lại lên. Khi đã thành thạo động tác này thì hãy cố gắng giữ nguyên chân và nâng cả hai tay. Sau đó lặp lại với bàn chân. Với những dương chuyên, bạn phải nâng tứ chi lên. Sau khoảng 1 tháng, bắt đầu giữ nguyên tư thế này trong 4 giây. Nếu chân bạn bắt đầu đau nhức thì hãy giãn cơ một chút để giúp cơ bắp thư giãn. Giờ hãy giúp cơ bụng khỏe hơn và cơ thể linh hoạt hơn với nâng chân thẳng. Nếu mới tập, bạn chỉ nên nâng chân lên cao và đặt tay cạnh người hoặc bên dưới mông, miễn là bạn thấy thoải mái. Hạ chân xuống một nửa cho đến khi bạn thấy cơ bụng căng lên. Hãy hít vào khi bạn hạ chân xuống nhé. Khi đã thành thạo phiên bản thứ nhất rồi, hãy cố hạ chân xuống thêm nhưng đừng cạm sàn. Nhớ là đừng dồn áp lực lên ngực hoặc nâng vai khỏi sàn. Nhiều người mới thường cong lưng và hành động này rất dễ gây ra chấn thương. Vì vậy, đừng làm thế nha. Ha ha, và nhớ giữ lưng cố định dưới sàn. Gập bụng ngược. Chúng ta sẽ có show biểu diễn 6 múi đây, vì bài tập này nhắm đến tầng dưới của cơ bụng. Qua thời gian, bạn sẽ có được một chiếc bụng phẳng và còn lưng thì sẽ khỏe hơn. Nâng đầu gối lên và đặt hai tay ra sau tai để nâng đầu lên như trái bóng. Sau đó, đặt gót chân phía trước mông. Nâng ngực lên và kéo về phía đùi của bạn. Gót chân nên thẳng hàng với eo nha. Và để đưa bài này lên một level mới, thì hãy thử cùng bài tập đó 30 giây nữa, nhưng đầu gối gập ở góc 90 độ. Khi đã chuyên nghiệp rồi, bạn hãy tập với cả hai đầu gối ở góc 90 độ và mắt cả chân bắt chéo. Tránh để khuỷu tay gần đầu gối và hạ cầm của bạn nha. Đến lúc thư giãn với đá chân liên hoàn. Đây là một bài tập nhẹ nhàng nếu nói về độ căng. Nó sẽ giúp bạn có vòng eo con kiến, nhưng bạn phải dùng cơ lõi trong suốt quá trình này. Giữ lưng thẳng trên sàn, mở rộng chân và nâng chân khỏi mặt đất. Bắt đầu đá chân lên và kéo xuống trong 30 giây. Một cách khác để thực hiện bài này là chuyển động chân chồng lên nhau, ra vào như cây kéo ấy. Nhiều người nâng vai lên khỏi sàn hoặc cong lưng, điều này rất dễ gây chấn thương. Hãy giữ chân thẳng và khi thực hiện được tốt thì hãy kéo bài tập này thêm 10 giây mỗi tuần nhé. Sau đo. Đây là một bài tập sử dụng sức nặng cơ thể, có thể giúp bạn củng cố sức mạnh cánh tay và ngực. Khi bạn đã củng cố được chịu đựng nhờ bài tập khởi động ở đầu video thì hãy thêm sau đo vào thói quen khởi động của mình nhé.
bạn phải gập người và đặt hai bàn tay chạm sàn. Sau đó, thử đi về phía trước với lòng bàn tay mà không di chuyển chân. Hãy với tới xa nhất có thể nhé. Dừng 2-3 giây và đi ngược về. Giờ, bạn có thể đứng dậy hoặc giữ nguyên tư thế chạm gót chân ban nãy. Tư thế này giúp củng cố sức mạnh của nhóm cơ đùi sau. Nếu bạn thực hiện sau đo quá nhanh thì nó sẽ kém hiệu quả đi và có thể khiến bạn bị chuột rút. Đừng quên siết cơ lõi trong suốt bài tập và tránh ngước cổ về phía trước. Nếu bạn không có đủ không gian để bước về phía trước, hãy tập bài này tại chỗ. Bạn cũng có thể tăng độ khó bằng cách mở rộng sang tư thế plank. Cố gắng kéo người ra xa hơn và giữ tư thế này thêm 5 giây nữa. Và đừng quên cánh tay của bạn với nâng ngược người. Ở đây, chúng ta tập trung nhiều hơn vào vai, mông và chân. Bài này là một trong những bài tập hay nhất của chúng ta ngày hôm nay vì nó tác động lên cả cơ thể chỉ trong vài giây. Đừng quên tập trung sức nặng cơ thể vào rìa lòng bàn tay nhé. Nâng đầu gối lên, đưa vai ra sau, còn thân mình sẽ tạo thành hình mặt bàn. Hạ mông xuống và lặp lại động tác này càng nhiều lần càng tốt. Một cách khó hơn để làm bài này là đặt chân cách xa nhau hơn và uốn cong đùi sau nhờ gót chân. Giờ hãy hạ hông xuống để chúng thẳng hàng với bàn tay bạn. Với dân chuyên, hãy cố gắng giữ chân thẳng trên sàn, chỉ ngón chân về phía trước và cuộn vai cho đến khi bạn vào tư thế mặt bàn. Khi xuống, chân của bạn nên thẳng. Nghỉ một chút rồi ta kết thúc với lăn lên xuống. Bài này sẽ giúp bạn củng cố cơ lõi và làm săn chắc mọi nhóm cơ chính trong cơ thể bạn. Vì đây là bài tập nâng cao nên nó cũng thúc đẩy quá trình giảm cân. Nếu là người mới bắt đầu thì bạn nên bắt đầu với bài tập lăn thông thường trước đã. Nhưng để có được cường độ cao hơn như khi tập cardio thì bạn phải tập lăn lên xuống liên tục. Đây là một phiên bản nâng cao hơn. Đặt lòng bàn tay song song với vai và đi xuống trong khi hạ cẳng tay. Nhiều người quên đặt tay dưới vai của họ mà lại đặt phía trước mặt. Làm vậy khiến bài tập kém hiệu quả. Có người còn áp dụng sai tư thế vì từ lúc bắt đầu cơ mông của họ đã nằm ở một vị trí cao hơn. Hoặc họ sẽ nâng cơ mông lên ngay khi di chuyển cánh tay. Giữ cho lưng thẳng khi bạn di chuyển lên hoặc xuống để thực hiện bài tập này đúng nha. Được rồi, hôm nay bạn làm tốt lắm. Đã đến lúc kết thúc buổi tập với vài động tác giãn cơ giải tỏa căng thẳng. Hãy thử tư thế em bé trong 30 giây để giãn cơ và thư giãn. Khi bạn căng thẳng, bạn có thể thử động tác này để trấn tĩnh bản thân. Sau đó, hãy giãn cơ bụng thêm 30 giây nữa để cơ thể linh hoạt hơn và loại bỏ mọi căng thẳng. Mỗi ngày, hãy thử một kiểu giãn cơ mới, chẳng hạn như giãn cơ mèo bò, giãn gân đùi sau và giãn cơ mông.